trong khi nó cũng còn yếu ớt, làm sao mà ngồi yên, thấy người ta hái quýt dặm chân đạp chân, bắt đầu ôi cái kiểu này nó cũng không có dân tu, đâu phải dễ đâu. Thì nó nói là thầy biết có người đi ngang qua nó dặm chân bò bọt rồi, không có thế nào được. Nó nói là có, không phải không, thầy biết điều. Mà những cái mà nó nói người này người kia, mà nó mượn cái này kia nói, là trường hợp đó nó đang gặp, đang gặp theo cái nhìn của nó, nó theo mà nó biết ra cái hiểu của nó biết ra, cái bút của nó hiểu ra, nó biết vậy, nó biết cho thỏa mãn cái bụng của nó. Cho nên đó là con thấy này, cái tính cách của Nguyễn Thanh là tính cách rất mạnh, tính cách tuyên chiến với tất cả mọi người ở mọi chỗ, mọi lúc, mọi nơi, ngay cả buổi ở trên tổ đồng này cũng là sự tuyên chiến. Ngay lúc mọi người mà Nguyễn Thanh mà đọc, mà tập trung theo dõi nhìn Nguyễn Thanh thì sắc thái của Nguyễn Thanh khác hẳn ngay. Từ ánh mắt nhìn, vừa đọc nhìn chữ, vừa mắt nhìn mọi người, con nói rằng cái tính cách ấy, cái thái độ ấy, thì thưa với thầy, ra ngoài cuộc đời thì sẽ bị bắt vâng mà. Thế còn nếu sống ở đây thì phải thầy khó sống rồi. Bởi vì trong cái chỗ những việc như mà chắc không bao giờ chấp nhận Nguyễn Thanh. Ngay một điều đơn giản thế này thôi, thầy tất cả các sáng dù công việc bận đến đâu phải lên để cho mọi người cơ hội, thầy thầy vẫn cầm một rất rõ cái thật sự. Nhưng Nguyễn Thanh thì dù thế nào rất phát, không làm là không làm, từ ngày về tu diễn đến hôm nay dù có được có nghĩ đến thế nào nữa cũng không làm. Ta là chủ trì luôn mà thầy, những cái cách như thế thì những người kia làm sao họ chấp nhận được. Với người ta chấp nhận nhưng Nguyễn Thanh không chấp nhận, xong vẫn đẩy lên coi như dưới tầm mắt mình không có tất cả những người đấy, một mình sống một khoảng trời riêng, lên đến đây không ngồi với ai cả, không tiếp cận với ai cả, chưa có thầy chỉ đi giáo quản, không đứng ở đây nữa. Bạch thầy cứ lối sống tự mình với trời mọi người ấy, làm sao người ta có thể gắn bó với mình. Trong khi đó Nguyễn Thanh thưa thầy, được lúc nào cũng được thầy nói là người có đầy triển vọng và sẽ như thế, thế nhưng họ trông vào thì thực tại họ chưa thấy có một cái gì gọi là cái hướng thiện, là cái tiến bộ hơn họ cả, mà nó lại toàn những mặt trái, nói một đằng làm một nẻo, những cái việc đó nó quá trời. Con bây giờ nếu con mà thưa con chứng những cái việc đó thì con có thể đọc cho anh phách những cái việc đó, là sao? Đó là cái chướng ngại trong tâm con quá trời mà con không chịu trả. Như vậy con mới thấy cái dở của con vô cùng. Chính cái đối tượng đó đó để giúp cho mọi người tu, mà trong cái lớp chúng ta mà thầy đưa ra cái người này là cái đối tượng để chúng ta xả tâm. Thế mà mấy con thầy đấy mấy con có xả đâu, rõ ràng là mấy con không xả. Vậy thầy, con thưa thầy, con đã xả đến lúc như thế này. Con xin với thầy để con gặp thầy nói riêng với chuyện, mà con đã nói rằng con đã thưa trong cái thư trước là nếu cần con có thể xin lỗi trước mặt Nguyễn Thanh. Bởi vì lỗi là chỗ nào? Lỗi chắc là hẳn từ kiếp trước con với Nguyễn Thanh như thế nào đó, nên hôm nay mới có cái chuyện tự nhiên Nguyễn Thanh đối xử với con như vậy. Con sẵn sàng xin lỗi đúng không ạ? Con xả. Thế mà cách đây khoảng 3 tuần con đã thưa với thầy sự thật ở trong lòng con, sau khi được nghe cái bài thứ hai đọc ở đây thì con thấy trong lòng nó mới tình cảm thương Nguyễn Thanh vô cùng. Đấy, nhưng mà nó nổi lên như thế thưa thầy, được một tí thôi xong lập tức nó lại đè lũng mất ngay lập tức, nó có thể là được ra đấy kinh nghiệm, kinh nghiệm nó nặng cái lời mình tạo được. Thưa thầy, thưa trưởng lão, con có ý kiến như này, tức là về những cái cách sống của nguyên hình, đúng là con không để ý gì bên đó, nhưng mà phần đông là trong thời gian mà nam với nữ còn đi khất thực không là kia, thì phần là tất cả mọi người đi khất thực, nếu mà bên khất sĩ thì đắc uy, mà nếu mà tu sĩ thì có một cái áo giao nam, còn nếu mà thật là có một áo đà, nhưng mà nguyên thanh thì có khi thì mặc thì là cái áo trà, còn nhưng mà có khi thì không mặc thì cái gì mặc đồ bình thường thôi, xuống bùng đồ đi đẹp thôi, rồi cũng có khi bung quá, cũng có khi bung cái thố bằng gì làm đúng kiểu hết trơn, tức là không có một cái quan nghi gì hết trơn. Và cái thứ nhất, và cái thứ hai còn rất nhiều cái nữa, mà bây giờ thì tất cả mọi người ta không chấp nhận cái ký ức à, con không chấp nhận là thôi, con cũng không muốn nói gì. Nó chưa là bây giờ thầy nói như thế này, cái lớp của chúng ta nó phải chưa phải thầy có dạy mấy con đi ôm mình bác thực đâu, lại mấy con bắt chước ta thôi chứ thầy có dạy đâu mà nói. Bởi vì những cái điều đó để cho mình xả tâm, mình học mình xả. Còn các con bây giờ cứ đụng đâu chướng đó, đụng đâu chướng đó, vậy cái lớp này lớp học để xả tâm mà xả cái thứ gì? Dùng cái tri kiến. Đừng có nhìn chứ tại con ngắt cái nhìn mà nhìn bảo người nào cũng phải như mình hết à,
Hồi đó coi như mình thì vậy còn tu cái gì. Lấy cho mình xin một tiếng này nè. Nguyên Thanh á thì cũng có những cái hay mà cũng có những cái mà thầy yên tâm thôi. Không hay thì ở trong đây mới miếng két mình còn rồi mới lấy đây thức ăn xuất ở đây rồi về núi đưa cho thầy luôn nhá. Dạ dạ. Rồi như bây giờ mà sư hiện thân ấy. Đây bây giờ lên. Như con cũng vậy thôi. Nếu mà cứ nhìn cái xấu của con chọc rồi nó xấu hết trơn. Cái nào cũng xấu hết. Cái gì xấu mà khi đã người ta nói rồi là thương á. Cái bò hòn nó cũng méo, cái áo nó cũng trâu. Nhưng bởi vậy mà khi mà đã thấy một người có một cái gì đó mà nó chướng mắt một cái là người ta sẽ nhìn, ai cũng nhìn, mỗi người nói xấu một tiếng thì thành nói xấu quá trời. Và con xin ý kiến như thế này bà thầy nè, Nguyên Thanh mà sau này mà có duyên mà được quay lại á thì thầy giúp Nguyên Thanh đồng ý là những cái bài Nguyên Thanh rất là góp ý kiến cho mọi người nói chung, tuy rằng nói rất là nhiều nhưng mà nó cũng có những cái phần góp ý cho cái lớp học. Nhưng mà con ý kiến một điều là thầy cho Nguyên Thanh đọc một vài bài thôi, đọc nhiều vì người ta đã đang nhắm vào là đang ngã xuống rồi mà thầy mất lên đầu hoài thì nó càng ngã xuống hoài, mà đọc càng nhiều thì ngã xuống càng dữ, đạn nó còn nổ đập chết luôn. Bởi vậy thầy mới biết được cái tâm niệm của mấy con tu. Chứ nếu mà thầy cho người này đọc thì chắc ai phiên mà thầy, ai phiên cho ít thôi chứ mà người ta nã nữa. Thì bây giờ nã đến cuối cùng Nguyên Thanh đi thôi có gì đâu. Thầy hết nã. Thầy con á, con ơi, con nghĩ trong bụng á, con không dám nói. Con nghĩ trong bụng lâu rồi con nghĩ. Con nói là Nguyên Thanh mà cứ đọc kiểu này là chắc có lẽ có văn sớm. Nhưng mà thật sự là văn nè. Vì người ta nhắm hết bà thầy, người ta đã không thấy một người nó không vừa ý rồi là bắt đầu đến là người khác. Đồng ý là Nguyên Thanh cũng không phải là xấu hết đâu, có nhiều cái tốt lắm nha. Nhưng mà con thấy là ta đã nhìn cái xấu là ta nhìn rồi, nói tới nó luôn rồi. Xin thưa tụi lão là cái đó là con vẫn biết chứ không phải không. Nhưng mà tất cả mọi người ai cũng biết hết, nhưng mà Nguyên Thanh không nhận thấy những cái lỗi của mình. Mà đang tu mà Nguyên Thanh chỉ thấy những cái lỗi của người ta, họ nó đập người ta thôi, chứ Nguyên Thanh không thấy những cái lỗi của mình. Thôi bây giờ mình có thấy cái lỗi mình chưa, cầu cho người ta chưa, chừng nào mình có thầy nhắc nhở. Anh em, con nghĩ nha, mình là đàn ông, mình phải yên cao lượng hơn, đừng có lớp nhiều quá cái đó. Không biết không, cái lỗi con có một ý kiến này nè, ví dụ như sư Pháp Hậu có nói như vậy, nhưng mà thực chất là nó không phải như vậy. Cô nói một cái câu chuyện đơn giản rồi. Mà đây một cái khi mà cái hồi mà con còn ở cái khắp mùa thầy Minh Nhân như vậy, lúc đó thì cũng biết rồi. Giờ con muốn tìm một cái thóc đó con đi thì khác vậy. Lý do sao? Hồi đó là sư Pháp Ngộ, có một lần sư Pháp Ngộ đi ra Phất Cực. Hồi đó là Phất Cực, nhưng mà sư Pháp Ngộ ra anh gặp con ở đó, về cũng được bày. Để tôi nói lên một cái là nói là như vậy, nhưng mà chắc cái nội tâm của mình nó không phải là như vậy. Thì sư Pháp Ngộ hồi đó là lấy đồ ăn xong rồi đến cái thang đó. Rồi là sư Pháp Ngộ muốn ra cho luôn nước và rửa, nhưng mà không có xà bông, tại vì cái đó đâu có xà bông đâu. Thì con mới nhắc, nhưng con nói sư Pháp Ngộ, tôi nói sư là mình rửa, không có xà bông, không sạch được. Nhưng mà ý của con là mình không nói chuyện nhiều rồi, khi con nói là mình rửa có xà bông muốn sạch chưa, tức là con nói phải đem cái thay về thóc rửa mới được, thì rửa ở đây là không được. Nhưng mà con không nói rõ như vậy, nhưng mà từ đó là con bị sư viên quốc liệt. Liên tiếp sau đó là sư với hai người dân tộc tới đó mà con nói, hồi đó là con đã muốn dọn cái thóc đi rồi, nhưng mà bây giờ không có một cái thóc nào hết trơn, dám nhẫn được sở đó. Suốt một thời gian gần cả mấy tháng cũng không phải đơn giản đâu. Cho nên là nói là một chuyện nhưng mà thực chất là nó không phải là như vậy. Bởi vậy thầy nói mấy con nó tu, mấy con nhớ xả tâm, mấy đừng có nhớ xả tâm. Bà thầy mà con chỉ mới nói chuyện nó có một hai tháng gì đó, gặp nó một vài lần thôi chứ sau này đâu có nói gì đâu. Mà sư nói câu là nhiều lúc tôi nói thì năm trước kìa, năm 2004 kìa. Thì năm trước cũng đã nói chuyện với sư sau nào đó. Sao không nói chuyện câu nào ấy nè. Nói nữa chuyện với ông hai kìa. Tôi nhớ là cô ở đâu ở cái pháp của thôi, mấy con nó cãi qua lại chuyện này đâu. Thôi giờ thầy nói mục đích mình đến đây làm xả bao thật sự đi, bỏ đi. Trình bày thầy để thấy không có xả. Cái bây giờ nó thấy bệnh phổi bây giờ như thế thì chuyện khó khăn là trên dân quả này không? Đâu có gì, bệnh nó cũng là chẳng qua trời trở gió. Như mấy người mà trở gió hoa chứ đâu gì mà như. Thì nói chung là nhân quả, ai có bệnh nhỏ, bệnh lớn, bệnh nhà nặng, bệnh nhẹ cũng đều là nhân quả hết nè. Nhưng mà cái chuyện đó nó không quan trọng thôi. Nhưng mà vấn đề mà nãy nó quan trọng, hồi nãy thầy có nói mà Nguyên Thanh bây giờ ở đây thì bệnh cũng hết chứ mấy không. Nhưng mà vì quý vị làm quá trời quá đất rồi,
thầy cứ để cho Nguyên Thanh đọc viết thử coi quý vị xả cái bực nào cho biết, để thấy được cái chỗ mà tu học của mình. Không ngờ là quý vị không xả tâm, người nào cũng nổi tiếng rồi đó, thì mới thấy rằng áp dụng vô bài học của mình để cho mình biết cách nhân quả ở chỗ nào. Rõ ràng là mình kết cấu nhân quả thiên không ác pháp từ trong tâm của mình cho đến bên ngoài, tự tạo cho mình cái khổ mà mình đã học bài nhân quả rồi. Rồi từ đó mấy con cứ nghĩ đi, cái tâm niệm của mấy con vậy, biết bao nhiêu cái người sinh ra nhân như quả, mấy con vô tình lắm cho nên tạo ra cái ác. Còn cái vấn đề huấn luyện cái người đó trở thành người tốt người xấu là do cái nhiệm vụ của thầy, chứ đâu phải của mấy con. Mấy con chỉ nên xả tâm mấy con là tốt nhất, phải không? Nhưng mà thầy tạo cho nên cái duyên, nếu mà không có mà kiếm một người cũng khó lắm, mà có được như vậy là dễ, mới có hướng mà tặng và cũng nhắm vào cái chỗ đó để hướng dẫn cái người đó để trở thành người. Bởi vì đó là cái quan nghi tế hạnh. Mấy con tưởng là bộ Nguyên Thanh nó vậy hoài, thật sự ra thầy đào tạo thì không bao giờ có gì, thầy biết từng chút, khi mà xảy ra điều kiện gì là thầy chấp ngay điều đó, thầy không để người ta xảy đến cái mức độ mà khó thể. Nói thêm ví dụ như chẳng hạn lạc vào tưởng thì bắt đầu thầy cho đi ra làm việc, thì gặp cái trường hợp xảy ra cái trên cái vấn đề làm việc thì bắt đầu thì đưa ra hành hậu liền, thầy biết linh động, thầy biết từng chút. Rồi bắt đầu nó trở về quê, thầy biết ở ngoài đó như thế nào trở về quê để mà thực hiện, thì đồng thời ở quê nó cái duyên đó mà bây giờ đang khởi sự cái trung tâm an dưỡng từ thiện này. Nó đâu phải là thầy thất bại đâu, không phải nó cho Nguyên Thanh về là thầy thất bại, không phải, đâu đâu có thất bại chút nào đâu. Nó về Đà Nẵng rồi thì khi mà thầy mở khóa thầy cũng đâu có gọi đâu, có duyên đủ họ đến. Nên thì nó đến là lúc bây giờ mấy con rất chướng, người thì bảo đừng có cho vô, người thế này thế khác. Nhưng mà đến đây đúng là cái lớp học để chúng ta thử thách, để xem coi cái sự xả tâm của chúng ta bao nhiêu. Thì mấy con thấy bây giờ rõ ràng là chúng ta đã thấy mà 2 tháng qua nó đã chứng minh cho sự tu tập của chúng ta từ lâu tới bây giờ. Hồi nào tới giờ mấy con vô đây thầy cũng nghe nói xả tâm ly dục giải pháp nhé, thì chứng minh cho cái sự tu tập của mình. Mấy con thấy mà mai thầy triển khai cái lớp tri kiến dạy nhân quả rõ ràng, thế mấy con cứ kết tập cái nhân quả, chịu ảnh hưởng nhân quả, không đứng trên nhân quả chuyển biến mà lại bị nhân quả. Cái kia là cái nhân mà mình cứ tạo thành cái quả để ở đây cứ rắc rối với mình, làm cho mình khổ, rồi nó làm đảm cả cái tu viện đấy chứ. Mấy con thấy cái, qua cái vấn đề mà tu tập được kiểm điểm lại, thật sự ra mình thấy mình không có sai. Cái này không xả thì muôn cái khác không xả. Vì vậy sau này mình rất tiếc cái cơ hội vậy, cái đó để làm cái đối tượng để mình lấy đó mình học. Không phải, cũng làm cái đối tượng để mình tu học, nhưng mà cũng chính cái đối tượng để đào tạo trở thành cái lớp của mình. Chắc tôi không có gì đâu. Thầy có bao giờ mà thầy bỏ đâu. Theo nghĩ là nếu mà mấy vị tu sĩ mà trước khi đi tu mà có người vợ khó chịu quá thì có thể chấp nhận được cô Nguyên Thanh, tại vì cái người vợ khó chịu là nó bắt khỏe đủ chuyện hết thầy. Không còn thấy cái điều đó có thể chấp nhận tốt. Nói chung ra bên thanh niên bên nam á, thì cũng có một vài biện có chút cái ý đấy thôi, chứ còn nói chung ra không có vấn đề gì hết. Chỉ có bên phái nữ thì họ người ta sâu sắc hơn, người ta dễ nói chuyện với nhau, chứ còn bên con nhận xét hơn bên bên nam thì có vài người họ thấy như vậy, nhưng mà họ cũng lo, họ lo cái việc của họ. Thì khi mà thầy nêu ra thì họ mới lôi ra cái đó mình, chứ còn là thầy cũng lo. Thì có chung là cũng bỏ qua. Dạ, cũng bỏ qua vì thanh niên người ta cũng có cái cao hơn. Phái nữ thì cứ nói lên nhê, chỗ này chỗ kia nó thành ra động. Dạ. Dạ. Chưa là dạ. Từ lâu rồi con cũng biết là cái chuyện này là lấy lại đây tối mọi người có thể suy ra trả thân ra đi thì mấy vậy thầy mới họp đủ mà. Thôi vâng, cái này thầy cho con cái khởi chí là trong cái chuyện vừa qua thì cái vấn đề bên đây cứ xảy ra triền miên, thì anh ta nói là ngừa bệnh thanh trị bệnh, nhưng cái phương pháp thầy với thầy dạy là ngừa bệnh hay là thầy để cho xảy ra rồi từ đó thầy ứng biến, để ứng biến thầy giải quyết hay là thầy ngừa trước? À, cái cách thức của thầy là cách thức ngừa bệnh, coi như là chưa phải bệnh đúng không mấy con?
mà thầy vừa đó. Thầy nếu người thì cái mọi chuyện nó xảy ra là để mấy cô sám hối là mọi chuyện nó xảy ra rồi, còn nếu người đã không có thể xảy ra. Không phải đó, nó đã xảy ra rồi, sóng gió chim như con đã nghe. Bây giờ ra đây là cái lớp học mắt ngừa chứ không phải là ngừa trước tiên. Nhưng mà tư tưởng để ra hành động, nếu mà ngừa được cái thì tư tưởng vậy thì không có xảy ra như chuyện vừa rồi. Nếu ngừa được thành công thì không xảy ra như không rồi. Cái vấn đề này là cái vấn đề mình phải thấy rõ, nó không phải ngừa theo cái kiểu mà ở phàm phu tránh né. Ví dụ như bây giờ tránh né là quyền thành đến đây không có cho vô là ngừa. Bây giờ như vậy thì hoàn toàn là đâu có chuyện gì, phải không? Có ai cái đối tượng gì đâu mà phải nói năng gì, mọi người đều yên không? Chúng ta thấy nếu đó là cái ngừa theo kiểu mà ngừa theo kỳ bệnh của phàm phu, còn đi ngừa nhân quả, lấy nhân quả mà ngừa nhân quả. Chứ mà thầy, ta có thấy con nghĩ là ngừa cái này là ngừa là tư tưởng để hành động, thì trong khi thầy đã không được tư tưởng mọi người thì mọi người không có cái rắc rối, cái nguyên thanh thì cũng không xảy ra. Coi như đã không cái tư tưởng thì phương pháp của thầy đã không tư tưởng cho nên mọi người đều thoải mái hiểu biết rồi thì không có bị rắc rối. À, theo cái kiểu của con mà đã không, con biết là bây giờ một số mình 60 người mà đã không á, chắc là lớp này phải chờ thời gian nữa mới mở. Nghĩa là cái người đã không trước tiên á là phải là cụ, phải không? Rồi kế đó thì mới mọi người sao. Anh nói thì mới đúng chứ, mà đã không á thì cái lớp này nó phải chờ một năm nữa cả, chứ đâu có thể mở gấp như thế này được. Không hiểu. Bây giờ mình biết mình mở ngay, có chuyện này mình chuyển biến, cứ mỗi một cái sự kiện xảy ra là mình giải quyết trên cái đợt sống này mà thôi. Cho nên ngăn ngừa tất cả mọi cái mà giải quyết mọi cái, vừa ngăn mà vừa giải quyết, chứ không thể mà ngăn ngừa kiểu mà ngừa bệnh hơn trị bệnh. Con em vừa xảy ra thì trước thì mình ngăn, mà cái duyên nhân quả tới thì chuyển. Các con thấy thầy thường ngăn là không có cho nó xảy ra, nghĩa là ngăn không có cho, dễ mềm mại dễ dàng tất cả mọi cái, chiều tùy thuận nhẫn nhục tất cả mọi cái, không bao giờ có to tiếng, không bao giờ có lệnh gì hết, tức là nhẹ nhàng làm cho mọi người thoải mái. Nhưng họ chuyển biến một cái, họ nhân quả hiện ra một cái là nhẹ nhàng giảm xuống liền, mấy con mới được yên, chứ không khéo đâu yên mấy con đâu phải về. Mấy nhiều lần trong cái lớp học này, nhiều lần con thấy không có thầy gì đó, nó cũng động dữ lắm. Rồi tối nay con đang ở trong cốc, con nghe khóc quá trời. Con hôm mà thầy con đi lấy giấy tờ bắt bò đó, ban ngày thì con gặp thầy, xong rồi mời xin thầy, rồi tối gặp Út sáng ngày 3 giờ sáng, lấy cô Út bơ vơ mà đổ me ngỏ. Tối cô ngủ được thì sao mà cô trông trông bơ vơ vậy? Thì lúc đó là con đi ra ngoài đó, thì con biết rằng đêm cô ngủ được mà cô khóc. Thì con thấy vì nghe lời thầy, tức mình việc làm của mình bị cảm mà nghe lời thầy mà, thì tức quá ngồi khóc mình. Nói chung thầy rất nhẹ nhàng, tất cả linh động, biểu diễn khéo léo, rồi an ủi, mới được yên chứ không khéo không yên đâu. Được thầy, nó gọi là sóng gió chấn như, ai cũng dùng cái từ ở ngoài miệng, nhưng thực tế của vấn đề sóng gió chấn như thế nào thì con cho rằng cũng chưa mấy người hiểu cho nó đến nơi đến chốn, cho nó thấu đáo một chút cả. Thế nhưng chỉ biết rằng hai cái lần, nếu gọi là lần trước là sóng gió chấn như và bây giờ cũng lại có dấu hiệu, nếu không cẩn thận cũng lại làm như thế, thì con thấy đều bắt đầu từ cái bệnh của nó, là từ chỗ chuyện trò tuồng năm tuồng ba dẫn đến cái chỗ cái khói hữu lưỡi có được chướng lên rất lớn. Thế nhưng gốc của nó nổi ra là đều bắt đầu từ cô Út và anh Viết Thắng, chứ không ngoài những cái chuyện đó. Thế nhưng mà con thấy Nguyên Thanh, những người đứng ở ngoài cuộc nói về sóng gió chấn như, mình không có dính líu gì đến cái chuyện mà đã là người thấy cái chuyện đó. Nhưng mà thôi, bây giờ thì con thấy là thế này, Nguyên Thanh về chưa phải là Nguyên Thanh không được học, mà lại có khi là được học đặc cách, học theo cái cách học riêng mà thầy tính toán xếp sắp, thầy có chiến lược của thầy, tất cả những cái việc chúng con phải trong một sự tính toán của thầy, ở hoặc đi như thế nào là chỉ có thầy mới là người tính cách một cách tốt nhất, đúng nhất, chính xác nhất thôi chứ. Tất cả những cái lời thưa của chúng con chỉ là nguyện vọng của mình thôi, là những câu nói thừa làm bận thêm cho thầy thôi. Thế thì chỉ còn có mỗi con đường tốt nhất là chúng con, thầy bảo thế nào là chúng con nghe thế và làm như thế. Đúng rồi, thầy thưa anh.
cái đó là đúng, cái đó là đúng nhất. Bởi vì dù trước mặt thầy thầy nói như vậy, nhưng mà thầy có nhiều kiểu cách thầy hướng dẫn chứ không phải là không kiểu. Nhưng mà các con thấy sự việc lẽ ra thì như các chùa khác là thì tỉnh suốt mấy cái người mà quậy phá, có phải không? Nhưng mà đây mấy con thấy thầy nói rồi thôi, không có không chỉ coi như là cảnh cáo, chỉ làm cho mấy con sợ thôi, để cho mấy cô đến xin sám hối này kia thôi, để yêu cầu thầy đừng có giải thể cái lớp binh nữ thôi. Đó là cách thức của thầy để mà cho họ ngăn chặn. Rồi cách thức mà cho Viên Thanh về trị bệnh cũng là một cái điều kiện để đặt cách để hướng dẫn, chứ đâu phải bỏ qua. Mấy con đừng tưởng thầy đâu có phải là cái người đuổi đâu. Các con thì hiểu với cái tầm vóc của mấy con, với sự thật ha, không phải vậy đâu mấy con. Mấy con phải hiểu. Cho nên Thanh Quang nói là đúng đó, không có gì sai đâu. Cái đó cũng không hiểu gì hết. Dạ, Nguyên Thanh làm bài có thể làm bài từ xa được. Cho nên khi thì ở xa, khi ở gần, tùy theo cái lớp tu học. Khi huấn luyện từ cái hành động mà mấy con biết, khi mà huấn luyện từng cái hành động mà đức hạnh, để rồi thầy đào tạo cho mấy con thấy người nào mà được thầy đào tạo đức hạnh thì mấy con sẽ thấy khỏi, mấy con khỏi nói. Thật sự khi mà thầy đào tạo, thầy không phải đâu, thầy biết cái người nào cần phải lúc nào đào tạo. Cho nên thì nghĩ rằng mấy con về xả tâm được an vui, được thanh tạng là chịu sự để lo cho phần mình, còn những cái chướng ngại đó đều là nhân quả thôi, có gì đâu. Mình ta thấy nó là nhân quả, có gì đâu mình phải phiền trách, mình phải nghĩ ngợi này kia. Ở trên đời này đâu có ai trọn vẹn là người tốt hết, mà đâu có ai trọn vẹn là người xấu hết đâu. Thấy người ta xấu đó là tại trình cái nhìn của mình thấy xấu thôi. Nhưng mà trong cái xấu đó người ta có cái tốt chứ đâu phải không. Nhưng mà được uống nắng rèn luyện người ta vẫn hoàn toàn tốt. Một người tu chứng đạo làm sao người ta không tốt. Thầy, cái thuốc chữa tâm bệnh của thầy con thấy nó rõ hiệu quả ngay lập tức. Con thấy Nguyễn Thanh từ hôm về đến nay đã khác với Nguyễn Thanh trước đây rồi. Trong những ngày gần đây, trong những sự cách dạy dỗ, cách đối xử của thầy, con thấy tính cách của Nguyễn Thanh đã khác nhiều đi. Thầy tiến bộ đã khác đi chứ không phải không nữa đâu. Và thầy nói như cái ngày đầu Nguyễn Thanh đó, mỗi lần mở đây thì đem máy lên liền. Mà từ đó mấy con thấy không có tới nữa, mà không có thời gian gần đây mấy con thấy không có. Con cũng thấy có sự tiến bộ chứ. Thầy khéo léo dạy dỗ mấy con, chứ nếu mà thầy không nhắc nhở là sẽ có được, phải không? Rồi lần lượt uống nắng từng cái hành động, từng cái chuyện có phải có thì phải đổi. Mấy con không nhìn thấy, mấy con từng chút thầy uống nắng để trở thành một người hoàn toàn sau này có đủ gương hạnh để lãnh đạo. Cái mục đích thầy, nếu mà thầy bỏ ra thì thầy không có đào tạo nữa, thì những người này họ có khả năng đó, họ sẽ đứng một góc trời chứ không đâu thua ai đâu. Cái kiểu cách mà các con cứ nhìn thấy, cái kiểu cách mà nó không phục ai trong này, cái kiểu cách lãnh đạo, kiểu cách làm vua, nó không phải là kiểu cách thầy đã tuyên bố trước kia với mấy con rồi chứ đâu phải mà. Còn thà nói vậy là thầy khi đắc đạo rồi thôi. Vậy lẽ đương nhiên là cái tu mà chứng đạo rồi nó khác xa một tờ gì, nó thay đổi hết chứ bộ. Mình còn phàm phu thì nó vậy. Có cái này đây nhưng mà do tự đạo tuyên bố rồi như vậy, cho nên là hay là mới đi trên mây. Nếu mà tự đạo không tuyên bố thì bây giờ cái tánh mà nó như vậy là nó như vậy rồi con. Cái người như vậy, nhưng mà được cái dịp mà thì tuyên bố, thì trong lúc này nó đi trên mây thì sau đó nó mới hướng dẫn, nó chỉ, nó mới thấy rõ. Còn nó ngầm mà nó ngã ngầm ở trong đó mà nó chưa có lộ ra, cái đó mới khó xả mấy con. Còn cái người ta ngên ngang người ta ngoái coi trời bằng nắp dung đó thì cái gì nó là mới dễ dãi. Còn cái người mà ngầm coi như mình không ngã, cái đó mới là khó. Nó không được lộ ra, nó không lộ. Bên kia nó lộ ra bị bắn dập quá, mình mới tiêm tốn được chứ. Còn nếu không lộ ra đâu ai bắn dập. Mình cứ nằm trong bụng đó là kia tiêm đóng tóc và tưởng ngon lành nghe nhà đụng cái là ngã một đống. Hồi sáng chúng ta là người quấn phụ bất tịnh nên thực ra cái phần tôi nhập tí đầu tôi. Bởi thầy con thấy cái pháp dạy của thầy đặt cách với Nguyễn Thanh, chứ không bao giờ lại có cái chuyện một cái bài viết như sáng hôm nay xong lại kèm thêm một cái phần phụ lục đằng sau, một sự tâm sự, một nhật ký như thế mà lại mang vào lớp mà lại đọc trước mọi người. Nếu không phải cách dạy của thầy không có điều ấy. Cái đặt cách ấy chỉ có nhằm mục đích giáo dục mà thôi chứ không có gì khác cả. Nhưng mà dạy con người ấy thì như là dũng nhẫn, như dũng mộc, đối với thế gian đã như thế rồi, chứ đừng nói đến trí tuệ của bậc cao minh. Thế nên con tin tất cả những cái điều ấy, những cái việc thầy nói đều nghĩa thầy. Có nhiều lúc những bình thường thì cho rằng thầy như thế, không hiểu làm sao thầy lại đối với Nguyễn Thanh một cách đặc biệt như thế. Nhưng con cho rằng tất cả những việc đó là những cái vị thuốc
mà thầy bốc về điều trị nguyên thầy liên tục hết tháng này đến tháng khác, thay đổi đi liên tục, cái sự quan tâm là cái của thầy chính là, và trông thấy nó có tác dụng hẳn hoi. Thế là hôm nay tôi thì cũng là bắt đầu chuyển một giai đoạn nguyên thanh sang giai đoạn khác, hôm nay nói đến chuyện đó thì chúng con nói ra thế thôi, chứ chúng con thì nguyên thanh có cái liên quan gì đến đời sống chúng con ở chỗ này đâu, nếu có chăng thì cũng chỉ nghĩ là tiếc nghĩ đến con người như thế. Nhưng mà trí tuệ văn minh của thầy thì thầy nhìn thấy thầy ấy nói khăng khăng ở trước mặt tất cả chúng con như thế, nói như thế này là nói với cả toàn thế giới chứ không phải chỉ nói với sáu chủ người chúng con đâu. Thế nên con phải tin điều đó, chứ còn với cái trí tuệ đần ngu của con ấy thì con cho rằng 30 tuổi đầu rồi tính cách như vậy, lối sống như thế, bây giờ đi theo con đường của đại thừa để ngồi ở một góc trời á là sao có chuyện ấy. Đấy là cách ngũ nghĩ một cái rất đần ngu của chúng con, chứ còn tự mình với thanh người chứng đạo không, mấy nghìn năm nữa cũng không chắc có được điều ấy. Đi vấn đường khác thì đại thừa bây giờ làm sao để có cái chuyện để với thanh có thể dựng được một góc trời, có một người gột được hồ thì tự nhiên 30 tuổi đầu cho đến bao nhiêu tuổi nó để có thể làm được đấy. Thế nhưng con hoàn toàn thế là điều thầy dạy. Đây bây giờ thầy nói như thế này, nói cái sự kiện mà xảy ra ở trong tư viện của mình, Nguyên Thanh có cơ duyên mà một góc trời, đừng nói chuyện nó còn đừng tưởng thầy Chân Quang mà không có sự kiện biệt chúng ở thường chiếu mọi người đều biết, có phải không? Đến khi về đây với thầy rồi thầy về ngoài nữa thì mới có đấy. Nếu mà không có những sự kiện này thì đâu có cái chuyện gì mà phải nói, nó rất bình thường. Còn cái vấn đề nó xảy ra như thế này mới thấy được những cái con người mà cần thiết để cho mình đào tạo thì nó phải quan trọng đến cái mức độ nào. Và lời thầy nói quy mô nó cả thế giới này, chứ không phải cường đâu. Cho nên cái điều kiện mà thầy không đào tạo được Nguyên Thanh là một cái điều tiểu yếu. Những cái này ai cũng nghe cũng bị chú ý hết, không ai cũng chú ý hết. Thì nên cô Liễu Châu phải vào cuộc để xin cái đổ nước là nó động trời. Làm cho mọi người đều chú ý hết mà mấy con. Tất cả những cái này là một cái điều kiện để giới thiệu được những cái điều kiện, nhưng mà tiếc gì mà không được ở đây để rèn luyện thì tiếc cái thời gian, thì nó là cũng là cái nhân duyên thôi. Tới đâu thì thầy cố gắng được mau hơn, cố gắng ở đây thì được mau hơn, mau hơn lẽ ra thì được gần gũi bài vở, được hỏi. Con biết mỗi lần nó làm bài vở nó phải đặt cái máy vô đây hỏi thầy cách thức như thế nào, hỏi rất kỹ cho nên mới làm được vậy, chứ mà hỏi kỹ là nó không được mà làm đâu. Mà thầy con thấy Nguyên Thanh đây nó không có những tôi động hơn, nó linh hoạt về những cái bài vở hơn, tôi động hơn. Nếu tàu thì nó ít tôi động đấy. Nếu mà nó lừ đừ cũng như là mấy cô khác á, nghe rồi cứ về làm, tự mình làm không cần hỏi kỹ lại thì chắc chắn là cũng không nắm vững đâu mà làm. Hồi này nghe rồi, ở trong lớp nghe rồi, cái chừng đó hỏi kỹ lại mới làm, chứ không phải là làm đại đâu. Hỏi cách thức như thế nào hỏi rất rõ ràng. Con người quá thông minh mà, thì nó thật sự biết như vậy mới là thấy cái sự thông minh của người ta. Người ta muốn làm cái bài đó, coi cái ý của thầy muốn dạy cách nào. Chứ còn mình về mình tự mình nghĩ ra mình làm coi chưa mình ra. Con thấy phải hơn mấy con ở chỗ cái bực đó chứ. Nguyên Thanh nói cái ý nó còn giống cái thầy nói. Thầy muốn nói nhưng mà thầy không nói, mà thầy lại nói ra. Đó, nói chính cái chỗ đó. Mà từ cái chỗ Nguyên Thanh nói ra cái chỗ đó mới lạnh đó. Mới lạnh. Dạ. Chứ cái thầy những cái việc mà thầy thấy sai thầy không nói, thầy cứ làm thinh, thầy chuyển biến từ từ. Còn Nguyên Thanh á thì hiểu được cái ý của thầy mà nói ra những việc kia như là lạnh hết. Thầy nói là ông trai nhưng mà người ta nói là chết. Nói chung là trong cái vấn đề mà tu học thì hiện giờ mấy con đã có những cái thực tế của trên cái bước đường tu học của mình để làm ăn rồi, biết rồi, thì tin rằng mấy con biết cách này. Còn nếu mấy con mà tâm xả thì mấy con chịu lấy thân phận của mấy con, với thầy từ mấy con cầm cái chỗ mà quét lại, mấy con hiểu rồi. Còn vấn đề mà người sao mà lãnh đạo của Phật giáo hay không thì lần lượt tới sau này sẽ biết thôi, chứ bây giờ cũng chưa chắc được Nguyên Thanh đâu nha. Đừng nghĩ một hai cũng Nguyên Thanh đâu, không phải.
không phải đâu mà nhiều khi những người con nhà khác mà tại nhiều khi những người lý luận giỏi như vậy đó, mà khi họ hành pháp họ đi đâu vậy đó, họ bị chướng ngại nhiều. Nó như như Thanh đó, có những cái lý luận hay nhưng mà nhiều khi hành thả tâm nó bị nhiều chướng pháp đó, nó đi lâu. Con bằng chứng con thấy rằng như một người với tái lợi pháp hoặc là ông giá xá trong thời kỳ Đức Phật, những cái người mà lý luận hay, những người mà núm trong những cái đoàn đi theo á, mà những người sao á, họ lại đắc trước, họ a la hán trước hết, còn những cái người kia là bị nhiều cái chứng pháp lắm. Chứ sao còn thấy như ông A Nan cũng chứng hả, rồi nàng tơ đi mà chết rồi ông mới chứng thông minh dễ sợ.